Các bạn đang nghe truyện gia gia dị giới tạo phản ta tại đô thị vô địch rồi trên kênh TV Audio CV. Chương 827, rời đi. Chú Trình, tin tức này lộ ra có ảnh hưởng gì không? Trình Hưng Quốc cao mày nói, tiêu phàm không nói gì, chúng ta phải giữ bí mật, việc phơi bày có chuyện gì không thì không phải chúng ta có thể hiểu. Giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi tìm người của chúng ta nói rõ ràng, bảo mọi người đừng nói lung tung. Ngươi không cần gọi điện thoại, nói trực tiếp sẽ an toàn hơn dương thần gật đầu trình hưng quốc nhanh chóng rời đi khoảng một giờ sau hắn đã đến trong thôn các vị hương thân phụ lão có một việc liên quan đến lợi ích thiết thân của mọi người phiền các vị thông báo cho tất cả người nhà ở bên ngoài toàn bộ phải trở về trình hưng quốc tập hợp nhiều người trong làng lại và nứa trình lợi ích gì chứ có thôn dân dò hỏi trình hưng quốc cười nói cụ thể lợi ích gì tạm thời không nói chờ tiêu phàm đi đến lúc đó sẽ nói với các ngươi dù sao lợi ích cũng rất lớn các ngươi tranh thủ thời gian liên lạc, nếu bỏ lỡ sẽ không còn kịp nữa. Thanh toán toàn bộ vé tàu cao tốc và vé máy bay. Mọi người đều liên lạc với người nhà của mình. Lợi ích mà tiêu phà mang đến cho thôn rất lớn, hôm nay Trình Hưng Quốc nói như vậy họ đều rất phấn khích, tiếp theo sẽ có thêm bao nhiêu lợi ích nữa, Hưng Quốc, tình hình thế nào, mọi người rời đi, mẹ Trình Hổ dò hỏi. Trình Hưng Quốc nói tất cả sự việc cho vợ nghe. Hưng Quốc, Thôn bên cạnh có thể cũng sẽ có người quen biết chú Hải." Mẹ Trình Hổ nói. "Trình Hưng Quốc trầm ngâm nói, thôn bên cạnh quen biết chú Hải đều lớn tuổi, họ rất ít lên mạng, có lẽ người trẻ tuổi không có ai quen biết chú Hải. Chắc chắn thôn bên cạnh cũng sẽ có người trẻ tuổi gặp qua Tiêu Hải, nhưng Tiêu Hải đã mất tích 10 năm, họ không thường gặp căn bản không có khả năng nhận ra Tiêu Hải." "Hưng Quốc, không liên lạc được với Tiêu Phàm," mẹ Trình Hổ nói. Trình Hưng Quốc gật đầu, hắn đã đi nước ngoài rồi, xem tin tức trên mạng yêu thú đã giải quyết, chắc là không lâu nữa hắn sẽ về nước. Ta tự chủ trương, trước tiên tập hợp mọi người lại phong tỏa tin tức. Mẹ Trình Hổ gật đầu, nếu tiêu phàm không muốn công bố thì ta làm như vậy là đúng, phong tỏa tin tức trước rồi nói sau. Mẹ Trình Hổ gật đầu, nhưng nếu chuyện này có rất nhiều người biết, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra. Trình Hưng Quốc hút một hơi thuốc nói, có lẽ Tiêu Phàm có khả năng thôi miên và khi mọi người tập trung lại, tin tức sẽ không dễ dàng bị lộ ra ngoài như vậy. Có thể trì hoãn bao lâu thì trì hoãn bấy lâu đi." Mẹ Trình hổ gật đầu. Sau 7-8 tiếng máy bay của Tiêu Phàm đã hạ cánh. Một số người trong thôn đang ở bên ngoài, bất kể là đi học, làm công hay là buôn bán, lúc này đã toàn bộ về tới trong thôn. "Chú Trình, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" "Đúng vậy, chú Trình chú tiết lộ trước đi rất nhiều người trong thôn tập trung ở nhà trình hưng quốc trình hưng quốc cười nói mọi người đừng nóng vội có lẽ máy bay của tiêu phàm sắp hạ cánh rồi không lâu nữa hắn sẽ về tới tiêu phàm mở di động ra tô ấu vi đi dị giới nàng ngồi chuyên cơ do đế quốc hán tư sắp xếp trong suốt thời gian đó điện thoại di động của tiêu phàm sau khi lên máy bay đều tắt máy tiêu phàm trong thôn có chuyện lớn ngươi phải trở về một chuyến tiêu phàm nhanh chóng nhận được tin tức của trình hưng quốc hả vẻ mặt tiêu phàm thay đổi trong thôn có chuyện gì được chứ thuấn di thuấn di máy bay đáp xuống sân bay thành phố giết cách thôn chỉ có trăm cây số theo đường thẳng hắn dịch chuyển vài lần liền xuất hiện ở phía trên thôn hả tiêu phàm quét thần thức hắn phát hiện rất nhiều người tụ tập tại bên trong nhà trình hưng quốc chú trình ta về rồi tình hình thế nào rồi tiêu phàm truyền âm cho trình hưng quốc không rõ tình hình, hắn sẽ không lập tức xuất hiện. Hôm nay Trình Hưng Quốc đã có tu vi cấp bậc Tiên Thiên, hắn truyền âm nói, Tiêu Phàm, hình ảnh hoàng đế đế quốc Thần Long đã bị công bố trên mạng. Là Dương Thần phát hiện đầu tiên, hắn nhận ra là ông nội của ngươi, ta liền trở về trong thôn, lập tức gọi toàn bộ người trong thôn trở về. Ta tự chủ trương nói với họ có lợi ích lớn. Tiêu Phàm nhanh chóng kiểm tra, thật sự trên mạng tin tức này đã bị lộ ra ngoài. Hơn nữa bây giờ mức độ phổ biến của tin tức này rất cao. Đến lúc đó chắc chắn người trong thôn sẽ có người thấy tin tức này. "Chú Trình, chú làm rất đúng." Tuy nói đã bị lộ ảnh hưởng cũng không lớn lắm, nhưng tốt nhất là không nên để lộ ra ngoài." Tiêu Phàm truyền âm nói. "Phơi bày ra ngoài đối với hắn ảnh hưởng rất nhỏ, ảnh hưởng của hắn ở nước khác và mối quan hệ với đại trưởng lão họ cũng không còn tốt như trước." Bây giờ ảnh hưởng đối với Tiêu Hải còn lớn hơn một chút. Nếu người của đế quốc Thần Long biết Tiêu Hải không phải người của thế giới họ, có thể tiếp nhận được không? Có thể có người nhảy ra tạo phản không, chắc chắn đế quốc Trần Trần sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tiêu Phàm, ta nghĩ nếu ngươi đã che giấu thì che giấu tốt hơn. Ngươi đừng trách ta tự tiện chủ trương là được rồi." Trình Hưng Quốc truyền âm nói. "Chú Trình người nói gì vậy?" người là người lớn chuyện nhỏ này còn không thể làm chủ sao, tiêu phàm truyền âm nói. Rất nhanh bóng dáng tiêu phàm xuất hiện. Phàm ca, tiêu phàm, ngươi đã trở về rồi. Mọi người sôi nổi nhiệt tình nói. Nhờ có tiêu phàm, hiện giờ cuộc sống trong thôn tốt hơn trước rất nhiều, trong huyện, trong thành phố, trong tỉnh khác nhau đều nâng đỡ hết đợt này đến đợt khác. Tình trạng ghét người giàu như vậy ở trong thôn cũng không xuất hiện một mặt tiêu phàm không chỉ giàu có hắn còn có siêu sức mạnh mặt khác dân phong tục của thôn tiêu phàm cũng rất tốt các vị hương thân các vị kêu gọi tất cả mọi người trong thôn đều tới đây đi tiêu phàm mỉm cười nói không lâu sau toàn bộ người trong thôn đều tụ tập lại đây các hương thân ta có chuyện quan trọng nói với các người đây là bí mật ta phải thu điện thoại của mọi người lại thật xin lỗi tiêu phàm nói điện thoại di động của người trong thôn quả thật tô ấu vi đều giúp họ xử lý cũng không dễ bị nghe lén nói không chừng gần đây họ có người đổi điện thoại di động mới tiêu phàm ngươi thu là được tiêu phàm ngươi mau nhận đi có chuyện gì tốt sao mọi người nhao nhao nói ý niệm tiêu phàm vừa động điện thoại di động mọi người đều bị hắn thu vào bên trong túi thứ nguyên trên internet xuất hiện một tin tức liên quan tới hoàng đế của đế quốc thần long các ngươi có ai đã xem qua chưa?" Tiêu Phàm dò hỏi. Có người mở miệng nói, "Phàm ca, ta đã xem rồi, ta cảm thấy hoàng đế của đế quốc Thần Long trông có vẻ hơi khá giống ông nội Tiêu." Lúc đầu dự định về nhà hỏi bố mẹ xem sao, sau khi trở về lại quên mất. Người nói chuyện là một thanh niên tầm 18-19 tuổi, đang đi học. Năm đó lúc Tiêu Hải mất tích hắn chỉ mới 8-9 tuổi, tuổi nhỏ nên ký ức cũng không rõ ràng lắm chẳng qua là hắn cảm thấy nhìn quen mắt thôi. Những người còn lại không ai lên tiếng vì bọn hắn không thấy được tin tức này. Vốn dĩ người nông thôn ít xem tin tức hơn nữa tin tức trên internet cũng quá nhiều. Nhưng chỉ cần lâu hơn nữa, chắc chắn bọn hắn cũng sẽ biết, đến lúc đó bí mật này rất có thể sẽ bị công khai. Tiêu Phàm cười nhạt nói, Trương Trạch, ngươi không nhìn lầm đâu. Đó là ông nội của ta. Trước kia hắn mất tích là vì xuyên qua dị giới. Ngoại trừ Trình Hưng Quốc và mẹ của Trình Hổ, những người còn lại đều vô cùng kinh ngạc mà nhìn Tiêu Phàm, chuyện này khiến bọn hắn bị chấn động rất lớn. Phàm ca, ông nội ngươi là hoàng đế ở dị giới sao, ta xem tư liệu trên Internet, thực lực đế quốc Thần Long rất mạnh. Nghe nói diện tích đế quốc thần long còn lớn hơn diện tích nước hát nửa cơ, đám người nghị luận ầm ĩ tiêu phàm cười nói, trước kia, hoàng đế của đế quốc thần diễm ngu ngốc vô nhân đạo, lúc đó ông nội ta đã là tướng quân vì vậy hắn quyết định dứt khoát khởi binh tạo phản bây giờ đế quốc thần long phát triển cũng không tệ lắm đế quốc thần long có lục quân đệ nhất dị giới có rất nhiều cao thủ hàng đầu thực lực thủy sư cũng đang không ngừng tăng lên đám người không dám tin những chuyện này thật sự khiến người ta khiếp sợ mà người bên dị giới liên hệ với tiêu phàm thật ra lại là ông nội của tiêu phàm như vậy không phải sau này tiêu phàm sẽ có thể thừa kế ngôi vị trở thành hoàng đế sao ánh mắt tiêu phàm đảo quanh các vị nước u đế quốc hán tư các tin tức liên quan mọi người đã xem qua chưa người dân thương vong không ít thôn chúng ta cách huyện thành nơi có linh huyệt cũng gần là khu vực tương đối nguy hiểm rất có thể sẽ có yêu thú mạnh mẽ xuất hiện ta có ý thế này để mọi người thống nhất sang bên dị giới mấy năm đến lúc đó thực lực của các ngươi cũng có thể tăng lên không ít bây giờ các ngươi chỉ có tu vi cấp bậc minh kính ám kình, nhưng nếu sang bên kia 3 năm năm, chí ít cũng sẽ có tu vi cấp bậc tông sư. Sau này các ngươi muốn trở về hay là muốn ở lại dị giới cũng được. Người đế quốc thần Long thì có vẻ ngoài giống như chúng ta thôi. Thực tế rất có thể nhân loại trên địa cầu là tới từ thế giới khác. Đám người nghị luận với nhau. Tiêu phàm cũng không vội nên cứ để cho họ bàn bạc với nhau trước. Phàm Nha Tử, Tu vi tăng lên tuổi thọ có thể kéo dài bao nhiêu?" Một vài người lớn tuổi dò hỏi. Tiêu Phàm cười nói, tiên thiên 120 tuổi, tông sư 150 tuổi, còn đại tông sư sống đến 200 tuổi cũng không có vấn đề gì. "Lý Thúc, ngươi năm nay 50 tuổi, nếu tu luyện đến cấp bậc tông sư, dù ngươi 50 tuổi thì vẫn chỉ là người trẻ tuổi mà thôi." Đối phương cười xòa. "Phàm nha tử, mẹ ta đã hơn 80 tuổi rồi, bà cũng có thể tu luyện sao?" đầu óc của bà ấy còn không tỉnh táo lắm. Một người khác dò hỏi. Tiêu phàm gật gật đầu, ở bên đây chắc chắn không được, nhưng bên dị giới ông nội của ta là hoàng đế, còn là cao thủ nửa bước võ thánh đó. Cho nên vấn đề tu luyện không có gì cả, hơn nửa người địa cầu sang đó, thiên phú đều được phóng đại lên gấp mấy lần, Trình Hưng Quốc nói, mọi người, các ngươi cũng có một số người biết tiêu hải thúc rồi. Tuy tính tình hắn hơi nóng nảy, nhưng đối xử với mọi người rất tốt ta đề nghị mọi người cùng nhau đi qua đó đây là cơ hội để thay đổi tiền đồ vận mệnh của chúng ta nếu chúng ta trở thành cao thủ lợi hại thì con cháu đời sau đều được hưởng phúc lúc này đây chúng ta cũng đừng luyến tiếc chút đồ nát trong nhà này nữa rất nhiều người ồn ào gật đầu thế hệ trước khả năng còn nhớ tình bạn cũ nhưng thế hệ trẻ tuổi ai mà không muốn trở thành cao thủ lợi hại chứ lại còn có cơ hội tốt như vậy ngay trước mắt. Tiêu Phàm cười cười nói, mọi người cho dù là có sang dị giới thì sau này nhớ nhà cũng có thể trở về mà. Nhưng ít nhất cũng phải đợi 3 năm sau. Dù sao việc qua lại giữa hai thế giới cũng không phải là chuyện mua tấm vé máy bay là đi được. Nghe Tiêu Phàm nói như vậy, mấy người lớn tuổi còn hơi do dự cũng đồng ý, ai không muốn trẻ ra, không muốn sống lâu thêm mấy năm chứ huống hồ tu vi tăng lên cũng không phải là sống lâu thêm một vài năm, dù là chỉ có tu vi tiên thiên cũng có thể sống thêm 3-40 năm. Các hương thân, tin tức trên Internet vừa mới phát ra cho nên các ngươi ráng đợi thêm 10 ngày nửa tháng rồi hãy sang dị giới. Trước hết bây giờ ta sẽ thôi miên các ngươi, sau khi bị thôi miên, các ngươi sẽ không thể nói ra chuyện này, cho dù có người hỏi thăm các ngươi cũng chỉ có thể nói đó không phải ông nội của ta. Tiếp đó các ngươi sẽ bình thường trở lại. Nếu có người hỏi các ngươi vì sao quay về thôn thì các ngươi cứ nói là để ăn thịt con yêu thú cấp bậc võ vương đỉnh phong kia. Tiêu phàm mỉm cười nói. Đám người đồng loạt gật đầu. Không mất bao lâu thời gian tiêu phàm đã thôi miên tất cả mọi người. Tuy tiêu hải cũng không cho hắn dị năng ở phương diện thôi miên, nhưng hắn có lực lượng tinh thần mạnh mẽ cho nên thôi miên chỉ là một năng lực là rất cơ bản. Hiện tại chúng ta hầm thịt, nướng thịt ăn thôi tiêu phàm cười nói thân thể thị huyết ma lan bị nổ nát nhưng vẫn có một số khối thịt lớn tất cả đều bị hắn thu vào trong túi thứ nguyên hắn cũng không muốn để của hời lại cho người đế quốc hán tư rất nhanh đám người đã vội bận rộn chuẩn bị bọn hắn ăn thịt yêu thú cấp bậc võ vương đỉnh phong xong chắc chắn sẽ có lợi lớn cho tu luyện đêm khuya tiêu phàm quay về biệt thự ở huyện lôi sơn hiện nay biệt thự đã có trận pháp cao cấp nên cho dù bọn tiểu hắc không canh giữ ở đây thì biệt thự vẫn sẽ an toàn không vấn đề gì đảo mắt đã đến ngày hôm sau người trong thôn tiêu phàm trở về làm gì vậy tại phòng tình báo nước hành dương một trưởng phòng dò hỏi tối hôm qua hắn nhận được tin tức người trong thôn tiêu phàm đồng loạt trở về trưởng phòng đã biết rõ bọn hắn về ăn thịt người cả thôn tập trung ăn thịt con yêu thú cấp bậc võ vương đỉnh phong kia sau đó bọn hắn còn tu luyện một lần. Tiêu phàm ở bên cạnh bảo vệ cho bọn hắn. Không ít người trong thôn họ còn đăng bài lên dòng thời gian, rất nhiều người hâm mộ họ. Tên trưởng phòng này nghi hoặc hỏi, sao lúc tiêu diệt con hắc viêm ma sư ở nước U lại không ăn? Lúc này lại làm vậy có phải là có vấn đề gì hay không, trưởng phòng, có thể là bởi vì thịt bị nổ nát nên giá trị nghiên cứu không cao. Cũng có khả năng tiêu phàm có tình cảm với người dân ở đó, không hy vọng người trong thôn sau này sẽ chết nên cho họ ít đồ tốt. Trưởng phòng nghe vậy khẽ gật đầu, để người ra xét kỹ lưỡng. Vâng, gián điệp nước hành dương ra tay hành động, gián điệp của nước âm cũng hành động, bây giờ chỗ tiêu phàm có bất kỳ gió thổi cỏ lay gì bọn hắn cũng đều rất quan tâm. Dưới tình huống người trong thôn tiêu phàm không nói gì, tạm thời không có ai nghĩ ra mối liên hệ giữa hoàng đế của đế quốc thần Long với ông nội tiêu phàm chuyện này cũng không thể tin nổi mà đảo mắt đã qua hai ngày nhiệt độ tin tức về hoàng đế của đế quốc thần long đã giảm xuống dù sao thì chỉ là một tấm hình cũng không có gì hót đế quốc hán tư bên kia cũng đúng lúc giúp đỡ tiêu phàm bên đó lại xuất hiện thêm một con yêu thú nhưng lần này yêu thú xuất hiện chỉ có tu vi cấp bậc đại võ tông quân đội bên đó sử dụng đạn đạo là đã giải quyết xong con yêu thú cấp bậc đại võ tông này dị giới tại đế quốc huyết anh Kể từ khi quân đội Triều đình bị đế quốc thần Long đánh cho một trận tơi bời và làm chết hơn 90.000 người thì tinh thần của Triều đình đã suy yếu nghiêm trọng, bây giờ họ lại chịu thêm tổn thất trong trận chiến đẫm máu với quân đội của Tokugawa Gaki, theo thống kê số người thiệt mạng đã từ 30.000 đến 40.000 người. Đồng thời quân đội Triều đình đã rút hoàn toàn khỏi đảo Trường Tế. Hiện nay Tokugawa Gaki đã khống chế hoàn toàn đảo Trường Anh và đảo Trường Tế, trong khi hai hòn đảo này chiếm đến 35% diện tích lãnh thổ của đế quốc huyết anh binh lực triều đình hiện chỉ còn lại 700.000 người. Nhưng khoảng 400.000 người trong số họ là những tân binh chỉ vừa nhập ngũ chưa được bao lâu. Ngược lại với đội quân dưới quyền Tokugagaki có 450.000 quân, nhưng chỉ có hơn 200.000 tân binh. Binh lính dưới trướng Tokugagaki có 40.000 kỵ binh hạng nặng, tuy nhiên, 40.000 kỵ binh hạng nặng này có thể đánh ngang với 200.000 binh lính bình thường. Chẳng những thế, đội quân của Tokugagaki còn có rất nhiều bom đạn, súng cối, vân vân. Đương nhiên sức mạnh chiến đấu tổng thể của họ trên đất liền cũng không kém hơn là bao. Thân vương Tokuga, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cây võ đế của đế quốc kền kền đã gặp mặt Tokuga Gaki lần nữa. Hừ. Tokuga Gaki khẽ kịp mũi. Cây võ đế nói, thân vương Tokuga, ngươi cân nhắc chuyện ta nói đến đâu rồi, ngươi không cần nhiều lời nữa. Tokuga Gaki trầm giọng nói. Kết võ đế lại nói, thân vương Tokuga, ta sẽ làm một phép toán cho ngươi. Hiện nay, cả các ngươi và đế quốc huyết anh đã chết hơn 700.000 binh lính trong các trận giao chiến. Những người bỏ mạng đều thuộc thế hệ người trẻ tuổi vô giá của đế quốc huyết anh các ngươi. Nhưng đế quốc thần long có huyết thống thâm thù với các ngươi, ngươi cho rằng đế quốc thần long sẽ quan tâm sao? Họ chỉ đang muốn bào mòn các ngươi. Đế quốc huyết anh các ngươi từng có từ 300.000 đến 400.000 quân thường trực, nhưng hiện tại số người chết đã lên đến 700.000 người, chiếm 2% tổng dân số của các ngươi. Nếu lại có thêm người chết, vậy chẳng khác nào toàn bộ đế quốc huyết anh của các ngươi đã đứng trên bờ vực diệt vong. Dù ngươi giành chiến thắng đi chăng nữa thì đất nước của các ngươi cũng không còn. Tokuga Gaki cao mày. Cây vỏ đế nghĩ thầm có hy vọng. Hắn lại tiếp tục thuyết phục, người thân của các ngươi bị bắt làm con tin, nhưng bấy nhiêu đã là gì so với tương lai của cả đất nước, với thành tựu hiện tại của người, chả nhẽ còn sợ không có nữ nhân sao? Tại sao các ngươi không đoàn kết với nhau chinh phạt đế quốc thần Long trước đã? Nội đấu sẽ khiến ngươi hao tổn sức lực. Nhưng nếu các ngươi chinh phục đế quốc thần Long và để lại vùng lãnh thổ rộng lớn cho thế hệ con cháu của mình, ngươi còn có thể lưu danh trên sử sách. Tokugagaki trầm mặt một lúc mới nói, ta sẽ cân nhắc thêm. Cây võ đế nói, chỉ cần các ngươi cùng nhắm vào đế quốc thần long, đế quốc kền kền của chúng ta sẽ cho các ngươi sự hỗ trợ ngang nhau. Tokuga Gaki nói, nếu bổn vương đồng ý, các ngươi cũng sẽ viện trợ cho bổn vương những hạm đội tương tự ư. Chuyện này thì ta không dám chắc, nhưng chỉ cần ngươi nhắm vào đế quốc thần long thì nhất định đế quốc kền kền chúng ta sẽ là hỗ trợ đắc lực của ngươi. Ngươi có thể yên tâm chuyện này, cây võ đế nói. Nói đến đây, cây võ đế đứng lên, thân vương Tokuga, ngươi nên suy nghĩ cho thật kỹ. tuy đế quốc huyết anh vẫn nhỏ bé, nhưng đế quốc thần long lại rất lớn. chẳng lẽ các ngươi muốn dân tộc mình mắc kẹt trên mấy hòn đảo nhỏ đó mãi mãi sao? chừng nào còn không có biên giới đất liền thì chừng đó các người vẫn không có tương lai. nói xong, cây võ đế quay người rời đi, để lại thân vương Tokuga im lặng hồi lâu. lần trước hắn đã nghiêm khắc từ chối cây võ đế, nhưng tình hình bây giờ đã khác trước hắn đã nắm trong tay đảo Trường Anh và đảo Trường Tế. Và trái với lực lượng triều đình đã suy giảm rất nhiều, thực lực của hắn lại tăng lên đáng kể. Các ngươi cảm thấy thế nào, thân vương Tokuga đã tập hợp các đại tướng thân tín của mình lại. Đồng thời cũng nói rõ tình hình cho họ nghe. Vương Thượng, thân nhân của chúng ta đang ở đế quốc Thần Long. Một trong những vị tướng quân cao mày. Thân vương Tokuga khẽ gật đầu, bổn vương biết, bổn vương cũng vậy đối với chúng ta mà nói lựa chọn cái nào cũng rất khó khăn nhưng đế quốc thần long ngày càng giảm bớt sự hỗ trợ dành cho chúng ta từ đầu đến cuối họ cũng không muốn chúng ta giành chiến thắng nhanh chóng mục tiêu của họ vẫn là rút cạn tinh lực đế quốc huyết anh của chúng ta một vị đại tướng khác cũng nói với giọng nặng nề ta đã nói chuyện với người của đế quốc thần long vài lần cầu họ cung cấp thêm đạn dược nhưng họ đã trốn tránh mấy lần rồi đến hôm nay đạn dược chúng ta còn lại đã rất ít nếu chỉ còn lại đạn dược đã qua sử dụng thì các loại súng cối trong tay chúng ta cũng chẳng gì một đống sắt vụn, chúng ta cũng không lấy được bao nhiêu từ dị giới. Thân vương Tokuga quét mắt nhìn quanh một lượt, hắn nói một khi chúng ta chiếm vùng lãnh thổ rộng lớn của đế quốc thần Long, các ngươi đều có thể phong vương, vài vị tướng quân đột nhiên thở mạnh. Phong vương luôn có cám dỗ rất lớn đối với họ. Mặt tướng nguyện ý tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào từ vương thượng. Một vị tướng quân quỳ xuống và lớn tiếng nói mặt tướng cũng nguyện ý lại có thêm một vị tướng khác cũng quỳ xuống đã có người dẫn đầu đương nhiên các tướng lĩnh khác cũng quỳ xuống ngay sau đó dù trong thâm tâm vài người đang có những ý nghĩ khác nhưng lúc này họ cũng không có lựa chọn nào khác nếu như không ủng hộ tokuga gaki sợ là sẽ bị thanh trừ tokuga gaki nói với thái độ trịnh trọng bản vương lấy linh hồn mình ra thề nếu chiếm được cùng lãnh thổ rộng lớn của đế quốc thần long các ngươi đều có thể phong vương tạ ơn vương thượng mấy vị tướng quân cùng đồng thanh nói tất cả đứng dậy đi tokuga gaki trầm giọng nói bổn vương sẽ tự mình nói chuyện với đế quốc thần long xem thử liệu có thể lấy được thêm một lô đạn dược hay không nếu như vẫn thất bại chúng ta sẽ giam người của đế quốc thần long lại thông qua con tin ép buộc họ phải giao ra một lô đạn dược vài vị tướng lĩnh gật đầu nếu tokuga gaki tự mình mở lời cũng không thể lấy được Bấy nhiêu đủ để làm rõ đế quốc Thần Long hoàn toàn không có dự định viện trợ thêm cho họ. Trong nháy mắt, đã đến ngày hôm sau. Người của Tokugawa Gaki đích thân hẹn gặp một cường giả thuộc đế quốc Thần Long, vị cường giả võ đế này cũng chính là người phụ trách liên lạc với nhóm người Tokugawa Gaki. Dương Lâm đại nhân, vương gia của chúng ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài nên đã chuẩn bị yến tiệc trong vương phủ, mong Dương Lâm đại nhân nể mặt ghé qua. Người của Tokugawa Gaki rất cung kính nói: Đương nhiên hắn cũng không được biết kế hoạch của nhóm người Tokuga Gaki. Khi nào, đại nhân, là đêm nay. Người nọ đứng trước mặt Dương Lâm mà nói. Dương Lâm khẽ gật đầu ngươi trở về nói với thân vương Tokuga, ta sẽ đến đúng giờ. Vâng đại nhân. Rất nhanh, người trước mặt Dương Lâm đã rời đi. Dương Lâm âm thầm nhíu mày, trực giác của hắn nói cho hắn biết, tình hình này có gì đó không ổn, có lẽ lần này thân vương Tokuga không chỉ muốn mở một yến tiệc thịnh soạn để chiêu đãi hắn. Lúc này mở tiệc mời ta, rất có khả năng là vì chuyện liên quan đến đạn dược, nếu như ta vẫn không đồng ý giao đạn dược ra dương lâm lẩm bẩm một mình. Hiện nay nơi hắn ở không bị áp chế thực lực, cộng thêm hắn có thực lực cấp bậc võ đế, lại am hiểu thuộc độn thổ, người khác muốn bắt được hắn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Nhưng nếu hắn vào thành nơi thực lực bị áp chế, thân vương Tokuga có thể dễ dàng gây khó dễ cho hắn hưu, Dương Lâm rời đi rất nhanh. Hai giờ sau, hắn dừng chân tại thành Hoàng Phổ và gặp được Lý An Vinh. Lý Huynh, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào? Dương Lâm dò hỏi. Lý An Vinh trầm ngâm rồi nói, Dương Huynh, ta không cho rằng ngươi nên đến dự yến hội lần này, thực ra ngươi cũng không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Nếu Tokugawa Gaki không có ý định phản bội, dẫu cho ngươi không đi hắn cũng sẽ không làm khó ngươi, nhưng ngược lại nếu hắn có ý tưởng không nên có ngươi đi chẳng khác nào dấn thân vào nguy hiểm bởi vì ngươi là võ đế nên nhất định bệ hạ sẽ tìm mọi cách cứu ngươi ra đến lúc đó chúng ta phải giao ra thật nhiều đạn dược nhưng ta không nói trước được liệu những đạn dược này có thể tạo thành uy hiếp với chúng ta hay không dương lâm nói ta cũng có suy nghĩ tương tự nhưng e rằng nếu ta không đến đó thân vương tokuga sẽ hạ quyết tâm triệt để lý an vinh lại nói cuộc nội chiến của họ đã khiến hơn 700.000 người phải bỏ mạng, khả năng cao đây đã là giới hạn lớn nhất mà họ có thể chấp nhận. Ngươi cũng đừng quên, nhất định đế quốc kền kền đã âm thầm ra tay trong bóng tối. Dương Lâm nói nếu như hai phe họ liên thủ lại, cộng thêm đế quốc kền kền hỗ trợ từ phía sau, đến lúc đó áp lực dồn lên đế quốc thần long của chúng ta cũng sẽ lớn hơn rất nhiều lý an dung cười to rồi nói với thực lực của đế quốc thần long chúng ta bây giờ mà ngươi còn sợ một đế quốc huyết anh nho nhỏ của họ ư trong nháy mắt sắc trời đã tối dần dương lâm đã không đến vương phủ của toku ga vương thượng lúc này dương lâm còn chưa tới tình huống này không đúng một vị tướng dưới quyền thân vương toku ga bẩm báo sắc mặt toku ga u ám nhất định hắn đã hoài nghi chúng ta xem ra chúng ta muốn lấy một lô đạn dược cuối cùng cũng không được Chuẩn bị đàm phán cùng người của triều đình đi, ngay sau đó người của thân vương Tokuga đã bắt đầu đàm phán với triều đình. Triều đình đế quốc huyết Anh vốn đã chịu áp lực rất lớn từ chiến tranh, chưa kể đến áp lực âm thầm từ đế quốc Kenken, cả hai cũng không mất nhiều thời gian để thương lượng đình chiến. Say này đảo Trường Anh và đảo Trường Tế sẽ thuộc về thân vương Tokuga, ngoài ra triều đình đế quốc huyết Anh cũng phải công nhận thân vương Tokuga xưng vương dựng nước. Nhưng tất nhiên vẫn còn có các điều kiện khác ngoại trừ những điều trên. Lúc bình thường những chuyện thế này không thể bàn bạc chỉ trong 10 ngày nửa tháng được, nhưng bây giờ họ chỉ mất vỏn vẹn một ngày đã có thể giải quyết xong xuôi. Công bố hoàng bản đi, bác kỳ võ đế nói với giọng điệu nặng nề. Sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn cho lắm. Việc thừa nhận thân vương Tokuga xưng đế dựng nước với hắn không khác gì một sự sỉ nhục, nhưng trong tình hình hiện tại, hắn cũng không còn cách nào khác tốt hơn. Nếu cuộc đối đầu này tiếp tục, Tuy thực lực của hắn có thể áp đảo thân vương Tokuga, nhưng đồng thời thực lực của cả hai bên cũng sẽ giảm sút không ngừng. Trong khi đó thế hệ trẻ tuổi tại đế quốc huyết anh sẽ dần tuyệt chủng, vâng, thưa bệ hạ, chẳng mấy chốc, hoàng bản đã được công bố ra ngoài. Chiến tranh đã kết thúc rồi ư, bệ hạ công nhận đảo trường Anh, đảo trường tế độc lập và thân vương Tokuga thành lập đế quốc Đông Anh. Chẳng những thế hai nước còn có thể tự do mua bán giao dịch với nhau chuyện gì đã xảy ra vậy, không phải mấy ngày trước còn chiến đấu kịch liệt lắm sao, người dân tụ tập lại trước hoàng bản và thảo luận sôi nổi vô cùng. Không bao lâu sau các thám tử của đế quốc Thần Long trà trộn vào đế quốc Huyết Anh đã nhận được tin tức, chẳng mấy chốc tin tức đã được truyền đến thành hoành phổ. Nhanh đến vậy sao, Lý An Vinh hơi ngạc nhiên, hắn đoán khả năng cao thân vương Tokuga đã phản bội, nhưng hắn không ngờ tốc độ họ thương lượng nghị hòa có thể nhanh như vậy. Lý Tướng Quân, Đa Tạ Ngươi Dương Lâm nói với Lý An Vinh. Lý An Vinh xua tay Dương Tướng Quân, ngươi không cần cảm tạ ta, việc ngươi tới chỗ của ta đã chứng minh ngươi đã hoài nghi vấn đề này từ sớm. Là ta phải cảm ơn ngươi mới phải. Nếu ngươi bị bắt thì họ sẽ thu được rất nhiều đạn dược, đồng thời nhất định áp lực thủ thành của chúng ta sẽ lớn hơn gấp mấy lần. Dương Lâm nói, Lý Tướng Quân, hiện tại họ đã thương lượng nghị hòa, nếu họ liên thủ tấn công, áp lực của ngài sẽ tăng lên rất nhiều. Lý An Vinh cười rồi nói: "Dương tướng quân, ngươi không cần lo lắng, chúng ta ở nơi này sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Nếu họ công thành quy mô nhỏ thì chúng ta có thể chống đỡ một cách dễ dàng. Nếu họ tấn công quy mô lớn, vậy bom chùm, bom nhiệt áp, bom nhiệt hạch và những thứ vũ khí khác của chúng ta cũng không phải chỉ để trưng cho vui. Nếu họ muốn triệt hạ 20.000 người chúng ta, vậy ta phải kéo theo ít nhất 200.000 người họ chung cùng." Dương Lâm khẽ gật đầu: "Lý tướng quân, ta phải trở về bẩm báo với bệ hạ." ngươi còn lời nào muốn nói với bệ hạ hay không lý an vinh quỳ xuống và nhìn về phía thần đô ngay sau đó hắn dập đầu một lần dương tướng quân xin ngươi chuyển lời của ta tới cho bệ hạ đội quân đông chinh của chúng ta sẽ không bao giờ làm mất mặt đế quốc thần long chúng ta sẽ bảo vệ thành hoành phổ thật tốt nếu chúng ta chết trong trận chiến này đồng nghĩa với chết trên con đường chinh phục đế quốc huyết anh vậy tất cả chúng ta sẽ chết một cách tốt đẹp đương nhiên không oán không hối lý an vinh nói với giọng điệu vô cùng trịnh trọng dương lâm đỡ lý an vinh dậy lý tướng quân ta sẽ lập tức truyền tin trở về các ngươi sẽ không tứ cố vô thân đâu đa tạ xin bảo trọng dương lâm rời đi vội hắn ở lại đây cũng vô ích chưa kể hắn càng phải trở về ngay lập tức tình hình ở đây phải được báo cáo lại càng sớm càng tốt khi dương lâm rời khỏi thành hoành phổ cũng là lúc sắc trời bên ngoài chập tối sau đó hắn không mất nhiều thời gian để chạy đến khu vực bên ngoài thành hoành phổ đây cũng là nơi hắn không còn bị áp chế thực lực nữa độn dương lâm không do dự thêm hắn lập tức thi triển thuật độn hắn am hiểu độn thổ dưới lòng đất cũng không có mấy cường giả cấp bậc võ đế có thể sánh ngang với hắn hưu hưu ngay sau khi dương lâm vừa rời đi một số cường giả cấp bậc võ đế đã chạy tới ngay vị trí dương lâm đứng tất cả họ cũng đồng loạt thay đổi hình dạng người này trái lại rất cảnh giác thật đáng tiếc các cường giả cấp bậc võ đế cũng bắt đầu thảo luận với nhau nếu dương lâm lựa chọn phi hành rời đi họ có thể bao vây dương lâm chỉ trong nháy mắt đến lúc đó dương lâm hoặc là bị bắt sống hoặc là chọn tự sát sau khi dương lâm đã chạy được quãng đường khá xa hắn trồi lên từ dưới lòng đất sau đó hắn chạy về đế quốc thần long với tốc độ nhanh nhất vì Dương Lâm là cường giả cấp bậc võ đế nên hắn không mất quá nhiều thời gian đã trở lại thần đô, ngay sau đó hắn lập tức xin cầu kiến Tiêu Hải. "Vi thần bái kiến bệ hạ." "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế." Dương Lâm cung kính hành lễ. Tiêu Hải trầm giọng nói, "Bình thân. Có phải Ga Ki đã phản bội trẫm đúng chứ?" Dương Lâm sửng sờ, hắn nói tiếp, "Bệ hạ, ngài thần cơ diệu toán. Hắn thực sự đã phản bội chúng ta." hắn đã xưng đế dựng nước, ngoài ra còn chiếm đoạt đảo Trường Anh và đảo Trường Tế. Chẳng những thế đế quốc huyết Anh cũng đã đăng hoàng bản để công nhận chuyện này. Bệ hà, trước đó hắn tự mình mở yến tiệc muốn gặp ta, nhưng ta có cảm giác chuyện này có vấn đề nên đã không tới gặp hắn. Tiêu hải khẽ gật đầu, ngươi làm rất đúng, nhất định lúc đó hắn đã có ý định phản bội, mở tiệc chiêu đãi ngươi chẳng qua là muốn vơ vét lần cuối mà thôi, hoặc là bắt ngươi làm con tin. Nói đến đây, tiêu hải thở dài. Tokuga Gaki phản loạn chỉ là vấn đề thời gian, chẳng qua lúc này vẫn sớm hơn dự đoán của trẫm một chút, họ chỉ mới chết hơn 700.000 người. Lúc đầu Tiêu Hải còn cho rằng phải đến khi một triệu người dân đế quốc huyết Anh bỏ mạng thì chuyện mới đi đến bước này. Bệ hạ, Lý Tướng Quân nhắn cho ta chuyển lời tới bệ hạ. Nói đi. Dương Lâm nhắc lại lời Lý An Vinh đã nói. Tiêu Hải suy nghĩ một hồi, Trước mắt đế quốc huyết Anh đã lấy được 13 chiến hạm kiểu mới nên chắc chắn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này có liên quan đến đám người Lý An Vinh. Nhưng bây giờ nội chiến đã kết thúc, chắc chắn thành hoành phổ sẽ trở thành mục tiêu số một của đế quốc huyết Anh. Nếu việc đã tới nước này, họ nhất định phải nhổ cái gai này xuống, tốt lắm, đợt chiến hạm kiểu mới tiếp theo đã có thể xuống nước ngay bây giờ, tiêu hải nghĩ thầm trong bụng. 12 tàu chiến kiểu mới trong đợt thứ hai, cộng thêm 10 chiếc đầu tiên thì họ có tổng cộng 22 tàu chiến kiểu mới và 4 tàu ngầm. Ngoài ra còn có một số chiến hạm đã bị bắt. Mặc dù đế quốc huyết Anh có trên trăm tàu chiến, nhưng hầu hết chúng chỉ có trọng lượng vài trăm tấn, thậm chí chỉ có 13 tàu chiến hạng nhất. Việc phòng thủ của thành hoành phổ thế nào, Tiêu Hải dò hỏi. Dương Lâm giải thích chi tiết về tình hình ở thành hoành phổ. Lý An Vinh sắp xếp mọi thứ vẫn rất tốt. Biết được chuyện này khiến Tiêu Hải cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ông đã chuẩn bị rất nhiều bom bi cho Lý An Vinh, lúc này đế quốc huyết anh không chết 200 ngàn người thì còn lâu mới hạ gục được thành Hoành Phổ. Dương Tướng quân, ngươi vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi cho thật tốt đi, Tiêu Hải nói. Dương Lâm lại nói, bệ hạ, thần nguyện ý đến thành Hoành Phổ để hỗ trợ. Tiêu Hải lắc đầu, ngươi đến nơi đó cũng không làm được gì cả, ngươi nên nghỉ ngơi cho thật tốt sau đó sẽ có chỗ khác cần dùng đến ngươi. Vâng, thưa bệ hạ. Dương Lâm lui ra ngoài. Tiêu Hải đi đến khu vực cải tạo chiến hạm, dựa vào kinh tế lúc trước, tốc độ sửa sang lại 12 chiến thuyền này nhanh hơn một chút. Đến hiện tại 7 trong số chúng đã được tu sửa hoàn chỉnh, và 5 cái còn lại cũng đã đến những công đoạn cuối cùng. Vốn dĩ những chiến hạm này khi mới đến còn chưa được tẩy sạch rỉ sét, nhìn chúng rất cũ kỹ, nhưng bây giờ từng chiếc chiến hạm đều được cải tiến lại trong rực rỡ như mới. Tại trái đất, việc loại bỏ lớp rỉ sét cần rất nhiều thời gian, nhưng ở đây lại dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần các cường giả hàng đầu đồng loạt dùng thần thức bao phủ là có thể tẩy sạch sẽ rất nhanh. Ngay cả những vết dầu ở những góc chết bên trong chiến hạm cũng có thể được loại bỏ rất sạch sẽ. Hết chiến hạm này đến chiến hạm khác, bây giờ thân tàu chẳng khác gì thân tàu khi mới. Tham kiến bệ hạ. Mọi người thấy Tiêu Hải thì vội hành lễ. Còn mất bao lâu nữa thì xong? nội chiến tại đế quốc huyết anh đã kết thúc tokugagaki đã thành lập đế quốc đông anh chẳng những thế còn đàm phán nghị hòa với đế quốc huyết anh tiêu hải nói sắc mặt ông nặng nề sắc mặt mọi người khẽ biến đổi hiện tại áp lực dùng lên đế quốc thần long sẽ lớn hơn rất nhiều bệ hạ nửa ngày không ba giờ cho chúng ta thêm ba giờ nhất định chúng ta sẽ hoàn thành hết thảy một lão giả đứng trước mặt tiêu hải nói với giọng điệu nghiêm túc hắn là một cường giả cấp bậc võ đế hàng đầu, hơn nữa còn giỏi về trận pháp. Tiêu Hải gật đầu nhanh lên một chút, nhưng vẫn phải chú ý đến chất lượng, nếu như đội hình xảy ra vấn đề trong lúc chiến đấu thì xem như rắc rối lớn rồi. Vâng, thưa bệ hạ, mọi người bắt tay vào làm việc, hăng hái như vừa được tiêm máu gà. Trong quá trình chống lại đế quốc huyết anh, bách tính đế quốc thần long đều có chung một suy nghĩ, chính là nhất định phải dùng họ vào chỗ chết. Ba giờ trôi qua chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều phải gánh vác khối lượng công việc vượt quá bình thường khiến tinh thần lực bị tiêu hao quá nhiều lúc này sắc mặt ai cũng tái nhật cuối cùng năm chiếc tàu chiến còn lại cũng đã được hoàn thành ngay sau đó tiêu hải lại ghé qua thêm lần nữa bệ hạ thần đã kiểm tra đội hình và không phát hiện ra bất cứ vấn đề nào thần nguyện ý lấy tính mạng ra bảo đảm lão giả chủ trì bố trí trận hình nghiêm túc nói cực khổ cho các ngươi rồi đợi đến khi các tướng sĩ của chúng ta đại thắng trở về triều đình, trẫm sẽ ban thưởng cho các ngươi cùng một lúc. Tiêu Hải trầm giọng nói. Tạ ơn bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, mọi người quỳ xuống và đồng thanh hô to. Đến nay tiếng tâm của Tiêu Hải tại đế quốc Thần Long đã như mặt trời ban trưa. Bình thân. Tiêu Hải trầm giọng nói. Ngay sau đó ông đã chuyển tất cả 12 tàu chiến vào không gian bảo vật trước khi vận chuyển 12 tàu chiến tiêu hải đến cảng Thiên Thuận. Cùng lúc đó, 10 tàu chiến kiểu mới của đế quốc Thần Long cũng đang ở đây. Bên cạnh đó, quân đoàn Tu La gồm 50.000 người đã có mặt. Oanh oanh, tiêu hải đã thả 12 tàu chiến ở khoảng cách hàng chục dặm từ cảng Thuận Thiên. Ngay khi chiến hạm vừa rơi xuống nước đã làm dấy lên từng đợt sóng lớn. ầm âm, âm, một cường giả cấp bậc võ đế có thuộc tính hỏa vừa ra tay, một quả cầu lửa lớn đổ tung trên bầu trời, bắn ra từng chùm tia lửa lớn. Chuyện này còn thú vị hơn nhiều so với lúc xem bắn pháo hoa. Đế quốc Thần Long của chúng ta lại có thêm chiến hạm mới xuống nước, 12 tàu chiến kiểu mới, quá lợi hại, mọi người ở cảng Thuận Thiên thấy pháo hoa, đồng thời còn thấy cả từng chiếc tàu chiến được thả xuống nước, cảnh tượng này khiến họ vô cùng phấn khích. Trước đây, lực lượng hải quân của đế quốc thần diễm quá yếu, cũng không có tàu chiến nào vượt quá 500 tấn, dân chúng nhắc đến hải quân cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Thậm chí đôi khi thủy quân còn bị hải tặc đuổi theo đánh giết. Giờ đây, lực lượng hải quân của đế quốc thần Long đã bắt đầu lớn mạnh, với tổng cộng 22 tàu chiến kiểu mới và 4 tàu ngầm. Chẳng những thế, một trong những tàu chiến kiểu mới này có thể đấu tay đôi với lực lượng hải quân của toàn bộ đế quốc thần Diễm. Đến hiện tại đã không còn hải tặc nào dám bén mảng đến vùng duyên hải đế quốc Thần Long. Nguyên nhân chính cũng vì chiến hạm kiểu mới của đế quốc Thần Long có tốc độ cực nhanh, một khi hải tặc đụng phải chúng thì họ hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát, tiếp tục cướp bóc ở đây quá mức nguy hiểm. Chạy về phía trước, mau di chuyển lên chiến hạm, không ít binh lính trong số 50.000 quân đã đến trước chiến hạm, họ nhanh chóng lần lượt leo lên từng chiến hạm, bên trong cảng cũng có rất nhiều binh sĩ đang lên tàu. Không lâu sau đó, 50.000 binh sĩ đã có mặt trên 22 chiến thuyền, mỗi chiến thuyền có hơn 2.000 người đang chen chúc nhau. Tuy chiến hạm không thể chống chịu được nhiều người như vậy cùng một lúc, tuy nhiên tình huống này cũng chỉ kéo dài mấy canh giờ, nếu chỉ đưa người đế đế quốc huyết anh thì không thành vấn đề. Những tướng sĩ của đế quốc Thần Long, Tokugagaki đã thành lập đế quốc Đông Anh và đế quốc Đông Anh đang có ý định liên hiệp với đế quốc huyết anh để chinh phạt đế quốc Thần Long của chúng ta. Vậy các ngươi nói cho trẫm biết, chúng ta nên làm gì đây, không bao lâu sau, 22 tàu chiến đã tập trung trên biển, trong lúc đó Tiêu Hải đang bay trên bầu trời, giọng nói của ông vang vọng đến mức đứng ở khoảng cách rất xa vẫn có thể nghe được. Dết, 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 trên 22 chiến thuyền, 50.000 binh mã đồng loạt thét lên. Đối với việc chinh phục đế quốc huyết Anh, Tiêu Hải cũng không cần tiến hành quá nhiều công tác cổ động tinh thần chiến sĩ. Nửa phút trôi qua, Tiêu Hải nắm chặt tay. Chư vị tướng sĩ, thù nhà hận nước, mấy trăm năm chịu đựng sỉ nhục, hiện tại đã đến lúc dùng đao kiếm trong tay các ngươi rửa sạch mối hận này. Trẫm chờ các ngươi khải hoàng trở về, tiêu hải gầm lên. Chiến chiến chiến, 50.000 binh sĩ gầm lên, tinh thần chiến đấu ngút trời của họ đã khiến cả những cường giả cấp bậc võ đế cũng nghẹn ngào xúc động không thôi. Lên đường, tiêu hải đích thân ra lệnh. 22 tàu chiến tiến nhanh lên trước. Bên phía đế quốc huyết anh lúc này, rất nhiều binh lính đã tập hợp lại tiến quân đến thành hoành phổ, Ngoài ra còn có một số tàu chiến thuộc lực lượng hải quân cũng đang theo sát họ. Rất nhiều binh lính đã có mặt trên tàu chiến của hải quân. Trong số đó, có rất nhiều người là thủ hạ dưới trướng của Tokuga Gaki. Đế quốc Huyết Anh đã cho hắn 20 tàu chiến, và đổi lại, Tokuga Gaki phải gửi 100.000 người sang đó để giúp họ đối phó với thành hoành phổ. Tại thành hoành phổ, đủ loại tin tức liên tục được chuyển đến Lý An Vinh. Lúc này Lý An Vinh đang rất xem rất chăm chú. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, đế quốc huyết Anh dự định điều động 200.000 người và cộng thêm 100.000 người thuộc đế quốc Đông Anh cùng nhắm vào thành hoành phổ, cũng nơi họ đang trú đóng. Với 300.000 người bao vây một tòa thành, còn chưa kể đến trong tay Tokuga Gaki vẫn còn số lượng nhỏ bom đạn, chắc chắn họ đánh trận này sẽ không còn dễ dàng như trước. Ô ô, ngay lúc này, tiếng động từ chiếc máy bay không người lái vang lên vài chiếc máy bay không người lái đang tiếp cận thành hoành phổ với hàng chục cân thuốc nổ ngay khi phát hiện ra điều bất thường trên tường thành đã có một số cung thủ tinh thông bày trận chờ sẵn ầm um, ầm um, ầm um, ngay khi máy bay không người lái đang đến gần hàng chục khẩu súng cối đã được khai hỏa cùng lúc đó hàng chục đạn đại bác đang bắn tới với tốc độ rất nhanh oanh oanh người của tokuga gaki đã bắn ra không ít đạn cối và độ chính xác của chúng cũng khá tốt một nửa số đạn đã bắn trúng tường thành. 20 quả súng cối nổ tung trên tường thành khiến nhiều binh lính ở chung quanh bị trúng đạn, tường thành cũng sụp đổ một chút. Tuy nhiên uy lực của đạn cối hạng nhẹ vẫn rất yếu, muốn cho nổ tung tường thành này mà chỉ dùng những loại vũ khí như súng cối thì cũng vô dụng. Ầm, uhm, cung thủ đứng trên tường thành bị tiêu diệt, những người còn lại ở bên cạnh cũng không chống đỡ được nữa, lúc này mấy chiếc máy bay không người lái đã hung hãn đâm thẳng vào tường thành một số tiếng nổ dữ dội vang lên, sau đó bức tường thành nổ tung khiến một phần lớn đổ sụp xuống. Hóa ra trên mỗi một chiếc máy bay không người lái này đều mang theo hàng chục cân thuốc nổ. Khốn kiếp, sắc mặt Lý An Vinh nặng nề vô cùng. Hàng chục binh sĩ đã chết trong đợt quanh tạc vừa nãy, hơn nữa trên tường thành đã xuất hiện một lỗ hổng dài từ 1 đến 200 mét. Mau, đặt một quả bom điều khiển từ xa xuống lòng đất rồi kích nổ tại những nơi mà bọn chúng đi qua. Lý An Vinh ra lệnh cài đặt bom điều khiển từ xa một khi kẻ thù lao tới bom có thể quét sạch từng đợt sóng kẻ địch trên mặt đất cũng sẽ bị nổ tung tạo thành những cái hố lớn tiếp theo hố lớn sẽ cản trở kỵ binh của kẻ địch dù bộ binh muốn leo qua một cái hố lớn nhường này cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy đến khi đó hắn có thể bố trí người đổ xăng xuống hố tiêu phàm đã vận chuyển cho tiêu hải rất nhiều nhiên liệu tiêu hải cũng đã viện trợ một phần cho lý an vinh xăng phát nổ trong hố ga chỉ cần là nơi không có tường thành thì tình hình tạm thời đã ổn định ầm ầm không lâu sau kẻ thù lặp lại những mánh khóe tương tự và một phần khác của bức tường thành cách đó vài cây số cũng bị thổi bay nhưng lần này đế quốc thần long không có ai bỏ mạng trời sắp tối rồi lý an vinh ngẩng đầu nhìn trời mặt trời sắp lặn có màu đỏ như màu máu báo hiệu chẳng bao lâu nữa một trận chiến đẫm máu sẽ nổ ra kẻ thù không có nhiều đạn pháo nhưng bức tường thành đã bị đánh sập tại hai vị trí khác nhau, nhất định kẻ địch sẽ không cho họ thời gian sửa chữa mà tiến công nhanh hơn. Thông báo cho mọi người, cho các chiến sĩ thêm thức ăn đi, tất cả mọi người phải ăn thật no thì mới có thể giết được kẻ thù, Lý An Vinh nói với giọng nghiêm túc. Đúng, đông, 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 tiếng trống trận của đế quốc huyết anh vừa vang lên, ngay sau đó hàng trăm con trâu được thả ra, theo phía sau chúng là một số linh thú mảnh hổ đang đuổi theo sát nút oanh oanh một vài con trong số những con trâu này đã giẫm phải mình và ngay lập tức chúng bị nổ chia năm xẻ bảy bầy trâu bị tiếng nổ làm cho hoảng sợ mà chạy tán loạn chúng tiếp tục chạy thật nhanh vài quả mình còn sót lại được kích nổ khiến chúng càng chạy nhanh hơn ô ô rút ra bài học từ lần bị điện giật trước đó nhưng lúc trời hôm nay không có mưa máy bay không người lái bay trên bầu trời và máy bay không người lái tầm nhìn ban đêm đã chụp lại ảnh đàn trâu không ngờ những tên này đã thông minh hơn một chút rồi, nhưng mấy trăm con trâu thì có thể làm nên chuyện gì, Lý An Vinh cười lạnh rồi nói. Tiêu Hải đã gửi rất nhiều mình tới đây, nên hắn đã cho người chôn hơn 10.000 quả mình các loại ở xung quanh thành hoành phổ. Ngay cả khi mỗi con bò có thể kích nổ hai hoặc ba quả mình, thì tổng cộng chúng cũng chỉ có thể kích nổ hơn 1.000 quả mình, vậy chẳng khác nào hầu hết các quả mình đều không phát nổ càng đáng nói hơn chính là Lý An Vinh không chôn mình ở một số khu vực nhất định, hơn nữa chỉ có người của hắn mới biết được địa điểm chôn mình chính xác. Ngay cả ở những nơi không có mình, đường đi cũng quanh co trập trùng, sau này kẻ địch muốn xác định hướng đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Dết, dết, chỉ cần chiếm được thành hoành phố thì chúng ta có thể yên tâm tấn công đế quốc Thần Long, dết, vì đế quốc, chẳng mấy chốc, binh lính của đế quốc Huyết Anh đã bắt đầu phát động tấn công hầu hết những người lính tại dị giới cũng không phải là những võ giả, nhưng họ luôn tràn đầy năng lượng, và thể chất của họ cũng tốt hơn những người lính ở trái đất rất nhiều. Đương nhiên tấn công từ khoảng cách 10 dặm với họ chẳng có gì khó khăn. ầm ầm một số lượng lớn binh lính tiến lên trước nhanh chóng, cũng chính lúc này, liên tục có người dẫm chúng mình gây nổ. Nhưng mỗi quả mình chỉ kết liễu được một hoặc hai người. Hóa ra những quả mình được sắp xếp cách xa nhau ta muốn về nhà ta muốn về nhà đi tiếp thôi chúng ta không còn đường lui nào cả đế quốc muôn năm những người lính xung phong lên trước đều là tân binh họ như sụp đổ khi nhìn đồng đội của mình liên tục bị bom nổ chết và bị thương nhưng họ không thể rút lui được nữa quân lệnh như núi họ rút lui chẳng những bước vào cõi chết mà còn làm liên lụy đến cả người nhà truyền lệnh cho tiểu đội đầu tiên bắt đầu tấn công nhiều người đã chết Lúc này đế quốc huyết Anh trong thế tiến công chỉ còn cách thành hoành phổ 4 hoặc 5 dặm Tại khoảng cách này họ bắt đầu chuyển sang công kích bằng súng cối hạng nhẹ Ầm um, ầm, um, ầm, um, chẳng mấy chốc, 250 khẩu súng cối đã bắt đầu phát động công kích Tại thành hoành phổ có một 000 khẩu súng cối nhưng lúc này họ chỉ mới dùng 1 phần tư trong số đó Tiểu đội đầu tiên gồm 500 người, họ phân thành những tổ đội hai người công kích Tuy nhiên họ không cần ngắm bắn quá nhiều chỉ cần nã đạn tại những khu vực tập trung nhiều người là được. Lý An Vinh chỉ dùng số lượng súng cối tương đương với lần đế quốc huyết Anh tấn công dạo trước. Lần đó uy hiếp cũng không lớn, căn bản là hắn cũng chẳng cần dùng đến lá bài tẩy này. Tướng quân, theo kết quả quan sát được, số lượng súng cối ở thành hoành phổ không tăng lên đáng kể, vẫn nằm trong khoảng 250 khẩu như lúc trước. Chẳng bao lâu sau, quan sát viên nơi tiền tuyến tại đế quốc huyết Anh chạy về báo cáo. Truyền lệnh, Tăng tốc tiến lên phía trước. Thông tri tình huống ở nơi này cho đế quốc Đông Anh, Sutada Matsumo cũng chính là đại tướng chỉ huy cuộc chiến này của đế quốc huyết Anh, hắn trầm giọng nói. Vâng, trong cuộc chiến này, đế quốc Đông Anh cũng đã điều động 100.000 người tới đây. Chẳng những thế, tàu chiến của họ đã di chuyển đến vùng biển gần đó, sau đó nhiều thuyền nhỏ sẽ tiến lên trước, sau khi chúng chiếm được bãi biển thì thuyền lớn sẽ nhân cơ hội vọt tới. Xông lên, dết đội quân lớn đằng sau đế quốc huyết anh cũng tiến lên trước. Đằng trước có rất nhiều tân binh dò đường giúp họ giảm bớt khả năng dẫm phải mìn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những người xui xẻo dẫm phải, tuy nhiên cũng chẳng tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Không bao lâu sau quân đội của đế quốc huyết anh đã tiến lên trước vài dặm. Hàng ngàn chiếc thuyền nhỏ dưới nước cũng theo sát tiến lên. Những chiếc thuyền nhỏ này vốn là bảo vật không gian của một số cường giả, cũng không lớn, mỗi chiếc thuyền chỉ có thể chở được 7 hoặc 8 người. Hơn một ngàn chiếc thuyền nhỏ cộng lại cũng chỉ có thể chở được bảy tám ngàn người. Tiễn họ lên đường đi. Ở khu vực biển phía đông, một vị tướng lĩnh của đế quốc thần Long Cười chế nhạo. Vâng, tướng quân. Thân vệ đứng bên cạnh gật đầu và nói. Mệnh lệnh được truyền xuống ngay lập tức. Âm, đột ngột, một vụ nổ cực kỳ dữ dội xuất hiện trên biển. Chẳng ai ngờ trong nước có những quả mình biển lớn. Chẳng những thế những quả mình biển này được điều khiển từ xa chỉ cần một quả phát nổ thì sẽ kéo theo rất nhiều binh lính chôn cùng nguyên tắc của tiêu hải chính là những chuyện có thể giải quyết bằng vũ khí thì tuyệt đối sẽ không dùng đến nhân lực khốn kiếp trên chiến hạm sắc mặt của những người đến từ đế quốc đông anh đã khó coi vô cùng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn chục quả mình biển nổ tung dưới biển kéo theo là những đợt sóng biển dâng cao không ngừng đồng thời cũng lật đổ rất nhiều chiếc thuyền nhỏ nhưng đây vẫn chưa kết thúc liên tục có những quả mình phát nổ và chỉ cần một quả mình biển đã có thể khiến nhiều người gần đó phải bỏ mạng phơi thay trên mặt nước. Càng lúc càng có nhiều chiếc thuyền nhỏ gần đó đã bị thổi bay thành từng mảnh. Nhưng không có những chiếc thuyền nhỏ này, làm sao tàu chiến lớn của họ lao tới được, các ngươi nhanh lên một chút, bây giờ gió biển rất lớn, các ngươi tiếp tục dương buồn xuôi gió sẽ không mất quá nhiều thời gian để lên được bờ, thậm chí còn có thể cứu được đồng đội đã rơi xuống nước một cường giả ngồi trên một trong những chiến thuyền đến từ đế quốc kền kền hét lên. Hắn không quan tâm đế quốc Đông Anh sẽ tổn thất lớn bao nhiêu. Hiện tại đế quốc Đông Anh có tất cả 20, 30 chiến thuyền lớn nhỏ khác nhau, chở theo hơn 90.000 người, hắn càng quan tâm việc sẽ có bao nhiêu tàu chiến trong số này thoát khỏi vòng vây và xông lên bờ hơn cả. Tướng lĩnh đứng đầu thuộc đế quốc Đông Anh cao mày. Các ngươi đã không còn đường lui nào nữa hoặc là mạo hiểm giành được thắng lợi hoặc là để rất nhiều người trong các ngươi phải hy sinh vô ích chỉ cần các ngươi chiếm được thành hoành phổ các ngươi có thể bổ sung số lượng lớn đạn dược chuyện này sẽ giúp ích rất nhiều cho các ngươi trong công cuộc đánh bại đế quốc thần long trong tương lai bây giờ chắc chắn binh lực ở thành hoành phổ đều tập trung ở phía tây bắc ở đây sẽ không có bao nhiêu người hơn nữa các miền biển trong nước gần như được dọn sạch hết rồi một cường giả cấp võ đế khác đến từ đế quốc kền kền cũng nói một cách nghiêm túc. Truyền lệnh xuống, căng buồn lên. Tiến lên trước theo đường thẳng, chiến hạm nhỏ hơn đi trước, chiến hạm lớn hơn đi sau, cuối cùng các tướng lĩnh của đế quốc Đông Anh cũng đã hạ quyết tâm. 200.000 người của đế quốc Huyết Anh đang xông pha nơi chiến trường, nếu họ đánh mất mắt xích ở bên này thì rất có thể sẽ dẫn đến sự thất bại của toàn bộ chiến dịch. Đến lúc đó họ sẽ không còn đường nào ngoại trừ bó tay chịu chết nhưng nếu họ hành động ngay lúc này, trong tình hình binh lực đế quốc thần long ở đây ít hơn, và các loại vũ khí như súng cối cũng ít hơn, vân vân, nói không chừng họ còn có thể tìm được đường thắng từ cõi chết. Họ sợ súng cối nhưng không sợ máy bay không người lái. Trên mỗi tàu chiến đều có các cung thủ đang chờ sẵn để bắn hạ các máy bay không người lái, và những chiếc máy bay không người lái nhỏ hơn sẽ do những con chim thần được huấn luyện giải quyết. Vâng, các tàu chiến của đế quốc Đông Anh lại căng buồn và tiến nhanh lên trước. Bây giờ sức gió khá lớn, dương căng buồn giúp tốc độ di chuyển nhanh hơn rất nhiều, họ đi thêm khoảng 10 dặm hải vực cũng không mất quá nhiều thời gian. Lúc này sắc trời đã chập tối, ngay cả khi có những chiếc đèn lớn chiếu rọi như ở thành Hoành Phổ, nhưng nếu số lượng súng cối quá ít thì cũng không dễ bắn trúng họ. Quanh quanh, nhưng nào ngờ mình biển còn chưa được dọn sạch, chẳng mấy chốc đã có chiến hạm nổ tung trước mặt họ, mỗi một vụ nổ đều khiến sắc mặt các tướng lĩnh của đế quốc Đông Anh trông càng khó coi hơn trước. Các tàu chiến loại nhỏ này chỉ nặng từ 2 đến 300 tấn, nhưng có ít nhất hàng trăm người đang chen chúc trên đó. Một khi quả mình biển phát nổ, không chỉ tàu chiến mà cả những người trên đó cũng sẽ bị nổ tung thành từng mảnh. Năm dặm, bốn dặm, ba dặm liên tiếp mất đi năm chiến hạm, nhưng lúc này chiến hạm trước nhất chỉ còn cách hải cảng hai ba dặm. Và chiếc tàu chiến cuối cùng chỉ cách đó khoảng năm dặm. Lúc này, toàn bộ hạm đội đã bị bao trùm hoàn toàn trong phạm vi hỏa lực súng cối của đế quốc Thần Long. Tiểu đội 3, tiểu đội 4, bắn cùng một lượt. Tiễn họ lên đường, một vị tướng của đế quốc thần Long ra lệnh, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Tiểu đội 3 và tiểu đội 4 cộng lại có 1.000 người, họ điều khiển 500 khẩu súng cối. Lúc này hỏa lực đã vượt xa ước tính của kẻ địch. Hỏa lực mạnh đến mức độ này, đương nhiên binh lính cũng không cần ngắm bắn quá chính xác, chỉ cần nhắm vào khu vực có quân địch và dội bom tẩy sạch cùng một lượt là được. 500 khẩu súng cối đồng loạt tấn công khiến mặt đất trung chuyển dữ dội. Oanh oanh, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khi hàng loạt oanh tạc từ súng cối rơi xuống ở khoảng cách gần thì họ vẫn đang lên đên trên biển, ngay lập tức không ngừng có những chiếc tàu chiến nổ tung. Một khi tiến vào khu vực áp chế thực lực thì đội hình tàu chiến xem như vô dụng, súng cối liên tục bắn phá các tàu chiến cũng đạt được những hiệu quả đáng kể. Súng cối, né đi, chú ý né mau, một cường giả trên chiến hạm phía sau hét lên. Thế nhưng hàng trăm viên đạn súng cố lại ập tới ngay sau đó, chúng bao phủ phía trước, sau, trái, phải của chiến hạm cùng một lúc, họ không còn bất cứ chỗ nào để né tránh. A, à, dập lửa, mau dập lửa đi, gần như toàn bộ 20 chiến hạm còn lại đều bị trúng đạn, thậm chí có vài chiếc chiến hạm xui xẻo bị trúng nhiều phát đạn cùng một lúc. Trong tình huống nước sôi lửa bỏng, nhiều binh lính chen chúc trên chiến hạm bắt đầu khóc kêu cha gọi mẹ thậm chí nhiều người vì quá sợ hãi mà nhảy xuống biển, nhưng đạn pháo cũng sẽ rơi xuống biển. Bắn, bắn, tại thành hoành phổ, 500 khẩu súng cối vẫn đang tiếp tục bắn phá, hoàn toàn không cho 100.000 người ở đế quốc Đông Anh có cơ hội rời đi. Không lâu sau, lại có thêm 10 quả đạn đại bác khác thay phiên bắn tới. 5.000 quả đạn đã được bắn ra khiến tất cả 20 tàu chiến bị phá hủy toàn bộ. Đồng thời cũng có vô số xác chết trôi nổi trên mặt biển những binh lính nhảy xuống nước còn sống sót không được bao nhiêu, nhưng số lượng đạn pháo lại quá nhiều, lúc này tất cả họ đều dồn lại xung quanh con tàu. Mau điều động thuyền đánh cá bằng điện. Ở phía đông của thành hoành phổ, một vị tướng ra lệnh cho cho binh lính. Chẳng mấy chốc, mười mấy chiếc thuyền đánh cá bằng điện được điều động tới đây, tuy chúng tương đối nhỏ so với thuyền đi biển nhưng di chuyển trong bến cảng thì không có vấn đề gì những chiếc thuyền đánh cá điện này được tiêu phàm sửa đổi đặc biệt cho quân đội tốc độ của chúng không kém cạnh hơn nữa chúng còn được trang bị thiết bị đánh cá bằng điện công suất cao nhưng đương nhiên hiệu quả khi sử dụng nó giật điện người cũng chỉ ở một mức độ nhất định mấy chốc hàng chục chiếc thuyền đánh cá bằng điện đã tiếp cận khu vực kẻ thù rơi xuống nước khi máy đánh cá điện được bật cũng là lúc những kẻ thù ở xung quanh lập tức bị điện giật Quân đội đã giúp tiêu phàm cải tạo lại thuyền đánh cá điện với đủ năng lượng và điện áp ổn định, ngay sau đó một số ít kẻ thù còn sống sót đã bị điện giật lần thứ hai. Rõ ràng ngay từ đầu Lý An Vinh không hề có ý định bắt giam họ. Tại sao họ lại có nhiều súng cối như vậy? Khu mặt của Sutada Matsumo cực kỳ xấu xí. Vốn dĩ họ cho rằng, dù công kích trên biển sẽ gặp phải tổn thất lớn, nhưng nếu mấy vạn người lên bờ thành công sẽ có thể chia sẻ không ít áp lực. Và đến lúc đó, Họ sẽ bao vây từ mọi phía, không sợ không phá đổ được thành Hoành Phổ. Nhưng trường hợp ngày hôm nay lại trái ngược hoàn toàn. E rằng 100.000 người trong đế quốc Đông Anh sẽ phải bỏ mình trước khi đổ bộ lên bờ. Tướng quân, phía Đông Đại thắng, quân ta đã quét sạch quân địch. Có người chạy vội tới chỗ Lý An Vinh, báo cáo trong niềm vui sướng. Được, tốt lắm, Lý An Vinh cười to rồi nói, không ngờ quân địch lại phối hợp như vậy. Xem ra chúng ta hoàn toàn có thể ngăn cản được công tiếp của địch nhân. Ra lệnh cho tiểu đội 2 đánh thật mạnh vào cho ta, tiểu đội 4 trấn thủ tại Đông Nam Bộ, điều động tiểu đội 3 trở về Tây Bắc ngay. Vào lúc này 200.000 người từ đế quốc huyết Anh đều đã tiến vào khu vực áp chế thực lực, trong khi đó khoảng cách xa nhất chỉ còn lại 5 hoặc 6 dặm. Nhưng đồng thời họ cũng nằm hoàn toàn trong phạm vi tấn công của súng cối. Oanh oanh, tiểu đội 2 đã tham chiến. Ngay sau đó đế quốc huyết anh gặp phải một đợt bom đạn oanh tạc dữ dội hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, binh lính vẫn đang phân chia rải rác khắp nơi trên mặt đất để né tránh nên tổn thất của họ còn lâu mới kinh khủng bằng đế quốc Đông Anh. Chạy, chạy vào trong thành nhanh, tường thành đã bị bắn thủng rất nhiều lỗ, và chiến thắng đang ở ngay trước mắt chúng ta thôi, giết mau, ngay khi binh lính ở phía trước chỉ còn cách khoảng một cây số, kỵ binh đã vọt lên phía trước, cùng lúc đó những con chiến mã cũng tăng tốc xông lên phía trước đoàn kỵ binh tiên phong chỉ còn một cây số nữa sẽ đến trước thành ngay lập tức nhưng đồng thời rất nhiều kỵ binh cũng đã lao đến những lỗ hổng đã bị bỏ quên ầm uhm, sau một tiếng vang thật lớn những lỗ hổng kịch liệt nổ tung ngay tức khắc máu thịt bay khắp nơi trên mặt đất cũng xuất hiện những cái hố sâu hơn trước nhanh nhanh lên một số binh lính đang chờ ở thành hoành phổ di chuyển nhanh chóng họ lần lượt đẩy những thùng dầu lớn xuống hố sâu hô hô ngay khi những con chiến mã đang sợ hãi của đế quốc huyết anh dần ổn định lại ngọn lửa lại bùng cháy từ trong hố sâu cũng lấp đầy những khoảng trống lý an vinh thở phào nhẹ nhõm chỉ cần địch nhân không xông vào thành là được họ có rất nhiều vũ khí đương nhiên có thể giết chết kẻ địch chỉ trong chớp mắt để hắn xem thử ai mới là bên không chịu nổi trước dùng bom nhiệt áp bom nhiệt hạch lý an vinh trầm giọng nói những loại đạn này được bắn bằng loại tên lửa đơn sơ cộng thêm phạm vi tấn công không được bao xa nên đương nhiên giá thành của chúng cũng không cao lắm nhưng khoảng cách tấn công ngắn không có nghĩa là sức công phá nhỏ bởi vì chúng không cần bắn quá xa nên có thể cho nhiều đạn hơn vào tên lửa đồng nghĩa với sức oanh tạc của chúng mạnh hơn rất nhiều để tạo ra thứ vũ khí đáp ứng nhu cầu của tiêu phàm quân đội cũng đã nỗ lực rất nhiều ầm 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 chẳng mấy chốc bom nhiệt áp và bom nhiệt hạch ra sân Chúng được xem như những đại sát thủ nên sức công phá của chúng cũng vượt xa súng cối. Chẳng những thế, liều lượng thuốc súng trong súng cối cũng chỉ vài trăm gam. Trong khi liều lượng thuốc súng trong bom nhiệt áp lên đến vài trăm kg và khi một quả bom nhiệt áp phát nổ thì uy lực của nó có thể sánh ngang với hàng trăm hoặc hàng nghìn quả súng cối. Đến lúc đó, phạm vi sát thương có thể lên tới vài trăm mét, bom nhiệt áp cũng đáng sợ không kém một khi chúng nổ tung trên bầu trời sẽ chẳng khác nào một cơn mưa lửa với nhiệt độ hơn 2.000 độ đổ xuống, kẻ nào nằm trong phạm vi công kích của nó ắt sẽ không có kết cục tốt. A, à, cứu mạng cứu mạng, ngay khi những đại sát thủ ra sân, vô số binh lính của đế quốc huyết Anh đã bị tàn sát, thậm chí tinh thần của binh lính cũng đang trên bờ vực sụp đổ. Tận mắt thấy một quả bom nhiệt áp nổ tung lập tức quét sạch toàn bộ người trong bán kính hàng trăm mét chỉ trong vỏn vẹn vài giây thì mấy ai có thể chịu đựng được huống chi đây chỉ đơn giản là một vụ thảm sát đơn phương từ một phía. Tại sao lại có thể như vậy? Sutada Matsumo không thể tin vào mắt mình nữa. Tướng quân, cẩn thận, đột nhiên có người hét lên trong trạng thái kinh hãi tột độ. Một quả bom nhiệt áp đã rơi xuống ngay vị trí họ đang đứng. Chúng đã đánh tới rất gần, tuy súng cối không thể bắn trúng họ, nhưng bom nhiệt áp và bom nhiệt hạch lại có thể dễ dàng đánh vào đây. Chết chắc rồi. Trong tích tắc đó, một ý nghĩ như vậy đã nảy ra trong đầu Tetsuta Matsumo. Chạy trốn bây giờ cũng chỉ tốn công vô ích. Bom nhiệt áp có thể bao phủ mấy trăm mét, trong khi hiện tại thực lực của hắn đang bị áp chế, hắn có thể vận dụng hết toàn lực chạy nước rút nhưng một giây nhiều nhất chỉ có thể cách xa khoảng 20 mét. ầm, theo sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, Sutada Matsumo và nhiều tướng lĩnh của đế quốc huyết Anh ở chung quanh hắn đã bị quả bom nhiệt áp này tiễn về Tây Thiên. Tướng quân đã tử trận binh lính từ đế quốc huyết anh hét lên trong nỗi kinh hoàng tột độ. Tướng quân chết trận, chạy mau chạy mau, chúng ta không thể nào thắng được, chúng ta mau chạy trốn giữ lấy mạng minh đi. Ý chí chiến đấu của binh lính đế quốc huyết anh vốn đã yếu ớt, lúc này lại biết tin chủ tướng và những tướng lĩnh khác đã chết trên chiến trường, ý chí chiến đấu của họ đã hoàn toàn biến mất. Oanh oanh, đối mặt với bom đạn oanh tạc, họ chỉ có thể chạy trốn một cách tuyệt vọng ngay lúc này họ chỉ hận cha mẹ đã sinh ra mình thiếu vài cái chân mau điều động máy bay không người lái lý an vinh trầm giọng nói ban đầu máy bay không người lái sẽ bị xạ thủ của kẻ thù bắn hạ nhưng bây giờ kẻ thù đang chạy trốn trong nỗi tuyệt vọng cùng cực đương nhiên không còn tâm trí đâu quan tâm đến việc bắn máy bay không người lái lúc này mong muốn của họ chỉ có một chỉ mong sao mình chạy nhanh hơn bỏ xa những người khác là được ô ô, hàng trăm chiếc máy bay không người lái bay ra, tất cả đều mang theo bom và chỉ cần thấy nơi nào tập trung quá nhiều người thì chúng sẽ lao vào đó. So với bom nhiệt áp và bom nhiệt hạch, bom do máy bay không người lái mang theo có sức công phá kém hơn nhiều, nhưng ưu điểm của chúng là có thể tấn công chính xác vào đúng mục tiêu. Nửa giờ sau, các binh lính của đế quốc huyết Anh đã rút hoàn toàn khỏi chiến trường, và thậm chí những binh lính cuối cùng rút khỏi đây còn không hơn 50.000 người. Tướng quân, đã có kết quả thống kê rồi, 2 giờ sau, có người đến trước mặt Lý An Vinh, tràn đầy hưng phấn mà nói. Nói đi. Lý An Vinh trầm giọng nói. Tướng quân, chúng ta đã tiêu diệt tổng cộng hơn 250.000 binh lính từ đế quốc Huyết Anh và đế quốc Đông Anh, quân ta chết trận chỉ có 872 người. Lý An Vinh kinh ngạc vô cùng. Ngay cả hắn cũng không ngờ kết quả sẽ thành như vậy. Đặc biệt là khi kẻ địch đã điều động hơn 300.000 người vây công lúc đầu thật ra hắn cũng rất lo lắng. Nhưng hắn nào ngờ, họ không chỉ chặn thành công quân địch mà còn đạt được kết quả như vậy. Bệ hạ, bản tin chiến sự đã được đưa tới, bác kỳ võ đế cũng nhận được kết quả thống kê. Sau khi đọc xong bản tin chiến sự, khuôn mặt bác kỳ võ đế càng trở nên xấu xí hơn. Trong số 200.000 người tấn công có rất nhiều quân tinh nhuệ ở gần Kinh Thành, tổn thất này đối với hắn mà nói là quá lớn. Tokugawa Gaki cũng nhận được báo cáo về trận chiến. Các ngươi nói xem trẫm thật sự sai lầm rồi sao, Tokuga Gaki cay đắng nói. Hóa ra trước đây nhờ sự hỗ trợ của đế quốc thần Long nên họ mới có thể chiến đấu thuận buồm xuôi gió, nào ngờ hôm nay chống lại đế quốc thần Long lại ngay lập tức bị đàn áp mạnh mẽ. Các tướng lĩnh trước mặt Tokuga Gaki đều suy tư, 10 vạn tướng sĩ tử vong là một thiệt hại rất nặng nề. Đế quốc Huyết Anh vừa mới khai quốc đã gặp tổn thất lớn như vậy, Chuyện này là một đã kích cực lớn đối với toàn bộ đế quốc và hoàng đế Tokuga Gaki. Bệ hạ, chúng ta thật sự có thể thắng sao? Dù chúng ta có thể đặt chân lên lãnh thổ của đế quốc Thần Long nhưng làm sao chúng ta có thể đánh thắng được bọn họ chứ? Một tướng lĩnh chua xót nói. Tối qua 30 vạn đại quân bọn họ đối mặt với hai vạn binh lính quân đoàn Tula, vậy mà kết quả đã tổn thất hết 20 vạn người. Bọn họ không biết kẻ thù đã chết bao nhiêu người nhưng chắc chắn là rất thấp quân đội đế quốc Thần Long có 200 vạn người, trong đó quân đoàn Tu La chiếm 50 vạn. Đế quốc Thần Long có 23 tỷ người, tỷ lệ binh lính chiếm 3%, đây là giới hạn tương đối an toàn. Nói cách khác nếu cần thiết đế quốc Thần Long có thể triệu tập thêm 4-500 vạn binh lính nữa. Trong lòng Tokuga Gaki rung lên. Lúc có đế quốc Thần Long ủng hộ hắn đánh đâu thắng đó vô cùng thuận buồn xuôi gió cho nên dần trở nên kiêu ngạo tự đại nhưng trận chiến này đã xối cho hắn một gáo nước lạnh, không phải là bọn hắn lợi hại mà là nhờ số vũ khí mà đế quốc thần Long đã viện trợ, bọn hắn chỉ là hưởng ké vinh quang của vũ khí mà thôi. Bệ hạ, có lẽ chúng ta cần thay đổi suy nghĩ. Đế quốc Đông Anh của chúng ta cộng thêm đế quốc huyết Anh tổng cộng khoảng 3.000 vạn người, trong chiến tranh đã chết hơn 100 vạn người, vị tướng vừa mới lên tiếng tiếp tục nói. Một tướng quân khác trầm giọng nói, bệ hạ, chúng ta thực sự không có đường lui, hơn nữa chắc chắn đế quốc thần long cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội sống sót. Tướng quân Tanaka yêu ngôn hoặc chúng, thần đề nghị bệ hạ nghiêm trị, yêu ngôn hoặc chúng, Tokuga nhìn về phía tướng lĩnh đang mở miệng thuyết phục. Tướng quân Tanaka, ngươi tự sát đi, Tokuga Gaki trầm giọng nói. Từ thời điểm bọn họ xác định làm phản thì đã không còn đường lui. Bọn họ chỉ còn có một con đường duy nhất mà thôi. Bệ hạ, sắc mặt của tướng quân Tanaka thay đổi lớn. Tokuga Gaki trầm giọng nói, lúc này điều chúng ta cần không phải là những lời khuyên lui như của ngươi mà là sự đồng tâm hiệp lực để đánh bại kẻ địch. Ngươi muốn giữ lại một chút thể diện, hay là để trẫm ban cho ngươi, tướng quân Tanaka tái mặt. Bệ hạ, thần thần sẽ tự mình làm. Hắn rút thanh đao của mình ra, trong nháy mắt đã cắt cổ tự sát, máu tươi nhanh chóng trào ra, không lâu sau tướng quân Tanaka đã ngã vào trong vũng máu. Những vị tướng quân còn lại chợt trở nên ưu sầu. Bệ hạ, thần đề nghị chúng ta nên tạm hoãn hành động. Vũ khí của Đế quốc Thần Long chiếm ưu thế quá lớn, chúng ta cũng cần phải có được vũ khí. Một vị tướng lĩnh nói. Những người còn lại liên tục gật đầu. Những vũ khí nhỏ như pháo cối, địa lôi còn đỡ chứ các loại vũ khí như lựu đạn, tên lửa thật sự quá đáng sợ. Nếu những võ giả lợi hại gặp phải pháo cối thì vẫn kịp phản ứng, với tốc độ của bọn họ có thể tránh né được. Còn tên lửa thì trốn thế nào được chứ? Một quả tên lửa lao tới thì phạm vi vài trăm mét không còn một ngọn cỏ, dù bọn họ trốn trong chiến hào cũng chỉ có một con đường chết. Mà thân là tướng lĩnh, bọn họ không thể trốn tránh ở hậu phương mãi được. Nếu bọn họ không thể kịp thời nắm rõ tình huống ở tiền tuyến thì chỉ huy làm sao, chúng ta phải xem xét tình hình truyền vũ khí của bên phía đế quốc kền kền. Nếu Tiêu Phàm đã có thể truyền nhiều đồ qua đây như vậy thì hẳn là đế quốc Kền Kền cũng đã tìm được phương pháp rồi." Một tướng lĩnh khác nói. Một tướng quân trẻ tuổi đưa ra ý kiến, "Bệ hạ, hay là chúng ta phá hư tác dụng áp chế thực lực của các thành trì. Như vậy, chúng ta có thể công bằng quyết đấu với đế quốc Thần Long rồi." Tokugagaki Gaki lắc đầu. "Trừ phi phá hủy toàn bộ thành trì nếu không thì không thể làm như vậy được." các quy tắc là được hình thành từ từ qua những năm tháng dài đằng đẵng. Lực lượng thiên đạo giống như một con sông lớn, đắp đê có thể ảnh hưởng tới dòng chảy của sông ngòi, nhưng những ảnh hưởng đó nếu đã hình thành rồi thì rất khó để sửa lại được. Dù phá hư được sự áp chế của thành trì thì ảnh hưởng của những vũ khí kia vẫn rất mạnh, chẳng lẽ các ngươi đã quên chuyện của đế quốc Hắc Hổ rồi sao? Đế quốc Hắc Hổ quyết đấu với đế quốc Thần Long trên thảo nguyên, những cao thủ đứng đầu không dễ ra mặt, kết quả khiến vô số binh lính bình thường bị tàn sát. Hơn nữa số lượng cao thủ đứng đầu của chúng ta bây giờ cũng không còn nhiều. Mọi người trầm lặng. 30 vạn người vây đánh thành hoành phổ, Lý An Vinh tiêu diệt 25 vạn địch, tổn thất bên ta không đến 1.000 người à, Tiêu Hải nhận được tin chiến báo, vẻ mặt hắn vô cùng kích động. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.